Hai tuần sắp làm xong trang web của thần đàng hoàng piano rồi quý vị ơi. Trang web sẽ rất là chuẩn nha. Vô Facebook. Từ năm 2018 thì tôi đã ngưng giải cứu động vật ở Việt Nam, bởi vì sao? Tôi nhường lại cho các tổ chức bảo vệ động vật họ làm việc này thay tôi, bởi vì họ luôn nói với những người khác rằng ta đây giải cứu động vật rất là giỏi, chuyên nhận thú hoang dã quý hiếm cứu được thành công, nhưng đâu có ai nói với các bạn rằng những con thú đó là được tiôn cứu bằng tiền của mình rồi đưa cho họ. Tôi phải tốn rất nhiều tiền giải cứu động vật rồi đưa cho họ để họ lập công, để họ trở thành những người nổi tiếng, tổ chức nổi tiếng. Ê, để coi họ có cứu được động vật tốt hay không nhờ. Tôi cho các bạn sự nổi tiếng đó, tôi đâu có cần. Trời, tôi làm việc đủ sống đủ xài, tôi là người không bao giờ bệnh tật, là người đã thoát khỏi dục vọng của thế giới này rồi. Và hôm nay tôi rất là tự mãn về bản thân của mình đã đạt được rất nhiều thành tựu. Phước báo là viên mãn. Hay. Nhưng mà từ khi tôi không cứu động vật thì tôi nhận rất nhiều tin nhắn của những bạn nuôi động vật hoang dã. Tôi không cứu thì các bạn ấy noi gương tôi, các bạn ấy cứu và các bạn ấy cũng thấy được rằng khi nuôi động vật hoang dã rất là khổ, và những cái tổ chức bảo vệ động vật họ không bao giờ cứu đâu nha mọi người. Họ chỉ để chúng ta làm và họ cướp công. Cho đến hôm nay là 3 năm rồi, tại sao ngày phán xét nhân loại vẫn diễn ra? Vẫn diễn ra ở Việt Nam, bởi vì tôi không làm tiên cá giải cứu động vật nữa thì rái cá vẫn còn bị hại chứ mà. Rồi ok, em cần hỗ trợ gì? Kênh Facebook của tôi vẫn là kênh giải cứu động vật, tiếp nhận thông tin giải cứu động vật. Đừng tin vào lời bất cứ cái tổ chức sàm quần nào ở Việt Nam hết. Toàn là mượn cái danh bảo vệ động vật để rồi lấy cái tiền cứu động vật đó để xài, để hưởng. Cứu động vật thật sự là đưa trả về các vườn quốc gia. Nhiều cái tổ chức nó lên, nó tạo ra cái danh tiếng để rồi nó đi hại động vật nhiều hơn, nó thí nghiệm trên động vật, nó hại động vật các bạn. Tôi đã thâm nhập vào nhiều nơi và thấy được cái cảnh đó rồi, nên tôi luôn không có nói ra, nhưng tôi luôn sẽ không bao giờ nói ra tên của tất cả cái tổ chức nào gian lận ở Việt Nam này, bởi vì tôi muốn cho các bạn đặt một cái niềm tin và các bạn phải tìm kiếm những cái tổ chức chân thật để làm việc chung với họ. Còn tôi sẽ hỗ trợ tất cả những bạn mà cứu động vật và tôi sẽ đưa nó về vườn quốc gia, những khu vườn hợp với cái loài vật đó, chứ không phải tự nhiên cứu một rấy cá ở dưới Cà Mau đem về vườn quốc gia ở Cát Tiên, lại trên Lâm Đồng ở miền Đông, rồi vô đó đâu phải môi trường rấy cá đâu, thả vô đó làm chi cho nó chết, nó bị mấy người khác ăn thịt cũng vậy đó. Các bạn phải hiểu là con gì nó sống ở đâu là mình phải thả ở đó, và mình đang sống ở đâu, mình cứu được con vật ở đó thì mình nuôi nó trong môi trường đó và mình thả nó ra tự nhiên môi trường đó. Và mình phải làm sao để mọi người ý thức là đừng hại cái con vật đó, vì sao? Đừng để nó bị tuyệt chủng. Chứ bây giờ mấy tổ chức bảo vệ động vật nó toàn là mượn danh tiôn thú, tiôn cứu là 117 tỷ đồng bằng tiền. Tôi làm website cho Phạm Nhật Vượng đầu tiên, cho Cà Phê Trung Nguyên, Đặng Lê Nguyên Dũng, tất cả những người mà tôi làm website cho họ bây giờ họ thành tỷ phú cả rồi. Mà tôi ôn là chùm công nghệ ở Việt Nam đi đầu trong việc thiết kế website từ năm 2008. Tôi làm việc với anh Vress là bậc thầy về thiết kế website người Mỹ, làm cho các dự án của Coca-Cola này kia các kiểu ha, thầy của tôi ôn. Nhờ đó mà tôi có được cái tiếng tăm mà làm web được quốc tế, là giờ có 10 thầy đã từng làm web cho lãnh sự quán Mỹ. Quá là dữ dội, nên anh mới là chùm thiết kế website. Và khi mà tôi luôn làm YouTube 32 triệu sub đầu tiên nổi tiếng,
thì Tuy-un mới có được cái danh vọng như vậy, và để Tuy-un cứu tất cả loài vật và bằng bằng cái tiền Tuy-un kiếm được, như khi Tuy-un cứu bằng cái tiền đó Tuy-un đưa cho họ, họ lại cướp công của Tuy-un và chả nói tốt gì Tuy-un và toàn là nói xấu về Tuy-un, nên Tuy-un ghét, Tuy-un không cứu nữa. Tuy-un thử không làm có ai làm, các bạn thấy thú vẫn bị hại chứ. Ok, anh sẽ chia sẻ clip này và hướng dẫn em chăm sóc và đừng giao nó cho bất kỳ ai ngoài anh. Đây là một cái bé rái cá, nhìn sơ qua tôi biết thuộc rái cá vuốt bé, và tôi thấy anh đang trường á anh ơi, anh sai lầm là anh hả, nói thiệt anh nuôi á, anh muốn nổi tiếng anh đăng nó lên trên mạng như vậy, giờ hai rái cá anh vô nằm sở thú nó đâu có lấy được bản năng của rái cá, rái cá anh ta phải bơi, còn giờ rái cá vô sở thú nằm ngâm nước. Ok, mọi người cũng đang ảnh hưởng bởi Tuy-un. Nếu tôi không chia sẻ thêm nữa, tôi không nói gì về động vật hoang dã nữa, chắc chắn mọi người sẽ làm sai, sai rất là nhiều sai luôn, và mọi người sẽ đi lại những vết xe đổ của Tuy-un. Tôi cứu tiền bằng tiền tỷ rồi, cứu thú hoang dã mà tôi đâu có khoe, cứ coi thú Tuy-un cứu là biết tiền của tôi mua bao nhiêu rồi mọi người. Và bây giờ tôi không làm việc với tổ chức bảo vệ động vật nào nữa, tôi làm việc với trực tiếp các khu vườn quốc gia, và tôi có luôn có đội ngũ các bác sĩ là chuyên gia chăm sóc động vật hoang dã ha. À, các bác sĩ làm trong đầm sen ha, sở thú ha, hiện tại bạn tôi còn đang cung cấp thú cho sở thú ở Hà Nội, chuyên kinh doanh thú hoang dã, nhập thú về để cho các vườn thú. Làm sao tôi không có kinh nghiệm về động vật hoang dã bằng mấy cái tổ chức tào lao ở Việt Nam. Mấy bạn ơi, tôi là master của master về động vật hoang dã. Tôi đang nói chuyện với một cái tâm thế là tôi rất bức xúc. Nên xin lỗi mọi người, bởi vì sao? Tôi đã giao cho mọi người, tôi không muốn nói tới động vật hoang dã nhưng mọi người vẫn làm hại nó. Tôi rất là đau lòng. Trong 3 năm, nói thiệt, biết bao nhiêu bạn đã nhắn tin tôi hỏi về cứu thú hoang dã. Nó đầy luôn á. Và cái Facebook này sẽ là cái video clip về chia sẻ với bạn Trương Nhật Huy, này sẽ là cái video mà tôi công khai cho cộng đồng lần cuối cùng là Tuy-un vẫn là tổ chức bảo vệ động vật hoang dã chùm cuối ở cái đất nước này, và tôi không cần phải danh lợi, tôi không cần phải được nổi tiếng, tôi chỉ mong các bạn biết là muốn cứu thú về thả đúng môi trường, chỉ có tiên cá mới cứu được động vật hoang dã. Tiên cá là gì? Tiên cá là người đã tiến hóa được thân thể này thoát khỏi dục vọng. Tim của Tuy-un đập chậm hơn người bình thường gấp 3 lần, thì hỏi làm sao tôi có dục vọng như các bạn được. Tôi chỉ đang bức xúc vì các bạn đã không giữ lời hứa với Tuy-un để cho ngày quỷ thần phán xét nhân loại diễn ra ở Việt Nam. Các bạn phải trả giá nếu mà thiên nhiên động vật mất đi. Và bây giờ sẽ tắt cái video này và thông báo với tất cả mọi người biết rằng tôi vẫn đang giải cứu động vật một cách âm thầm, và tôi còn hướng dẫn cho những bạn bảo vệ động vật hoang dã trả động vật về đúng môi trường của nó. Và bên cạnh tôi là luôn có những người anh em chân thật là những người bảo vệ động vật hoang dã thật sự nha, làm việc có tổ chức nha, và những tổ chức chuyên nghiệp nha, chứ không phải mấy đứa lên mạng nói phét nha, cứ nói là ô tổ chức bảo vệ động vật hoang dã chuyên nghiệp nè, các bạn ủng hộ mình đi nè, nhưng mà mình không có cứu con gì cả, mình lấy thú của các bạn mình đem thả, nó giống như là bỏ con giữa chợ vậy, cho nó chết, chủ yếu mình để chụp hình quay phim đồ gửi cho Wildlife Fund của Mỹ đồ, của quốc tế đồ, để người ta ủng hộ tiền cho mình, cho cái tổ chức của mình, cái tổ chức rẻ tiền của mình á, cái tổ chức mà đang kinh doanh trên động vật hoang dã đó. Tại sao những loài quý hiếm ở Việt Nam mất đi? Tôi đã nghiên cứu tiền bảo vệ tê giác, tiền bảo vệ sao la, đâu hết rồi, ăn hết rồi còn đâu tiền mà cứu nó nữa. Trời ơi,
Nên những việc xấu các bạn làm hôm nay là nhân quả quả báo của nhân loại. Tôi sẽ không nói ra tội ác của bất kỳ ai, mà tôi sẽ chỉ cho mọi người thấy rằng những hậu quả mà mình đã gây ra cho cái đất nước này, cho cái thiên nhiên này. Tôi ngu gì giống như cô Nguyễn Phương Hằng đi nói xấu người này người kia cho mất hả tiền trăm tỷ. Trời ơi. Bởi vì cô nào Nguyễn Phương Hằng bả là Bồ Tát thật sự luôn, bả dám nói tới đụng chạm người này người kia, mà bả là đại gia, bả có tiền, bả nói như vậy cũng được đi, thì cái khẩu nghiệp của cô đó phải đổi bằng sự mất mát tiền của, thà lấy cái tiền của đó giải cứu thiên nhiên động vật cùng với tôi thì đâu có sao đâu. Ba cái danh lợi này thật ra nó chỉ làm hủy hoại bản thân của chúng ta thôi. Nếu chúng ta thật sự giàu thì nên bảo vệ thiên nhiên, lấy cái tiền đó trồng rừng, bảo vệ những con thú trong môi trường sống của nó. Đây là tổ chức World Wildlife Fund, và nhiều người muốn trở thành tổ chức bảo vệ động vật hoang dã để làm cái gì? Để hốt tiền từ đây. Tiền, nguồn tiền này là vô cùng lớn. Và bây giờ sẽ quay lại chuyện bảo vệ cứu đáy cá. Chính xác 3 năm, 7 năm. 3 năm ngoái với thêm mấy năm trước nữa là cũng 10 năm, và nuôi rái cá và bảo tồn rái cá, làm cho rái cá nổi tiếng trên toàn thế giới. Khắp Đông Nam Á người ta đang noi gương Tuyôn từ những cái video clip đầu tiên về giải cứu rái cá của Tuyôn. Người ta coi vào người ta tưởng là nuôi rái cá làm thú cưng. Và Tuyôn cũng chính Tuyôn bị tổ chức bảo vệ động vật hoang dã nó lừa. Nó lừa để nó khép Tuyôn vô cái tội là buôn bán động vật hoang dã. Nó đi bị bêu xấu của tôi giúp cho nó nổi tiếng, trở thành tổ chức nổi tiếng nhất ở Việt Nam. Nó đi bêu xấu tôi là buôn bán động vật hoang dã. Tất cả những thành viên mà nó có được là nhờ sự quảng cáo của tôi trên kênh YouTube của tôi cho nó nổi tiếng. Tại sao các bạn này mất một năm rồi không thấy tôi đăng clip nữa? Bởi vì sao? Tôi đã xóa hết 2 tỷ lượt video view, 2 tỷ lượt video view giải cứu động vật của mình. Nhưng cũng may á, muốn hại tôi đâu phải dễ, tôi là chùm công nghệ ở Việt Nam này. Tôi tạo ra các tỷ phú, tôi tạo ra những trang web đình đám, tôi sở hữu kênh YouTube khủng nhất thế giới chưa từng có vào năm 2012, 32 triệu sub và một kênh 12 triệu sub bị Vân Sơn Entertainment report thôi. Chứ không thôi bây giờ tôi cũng là chùm YouTuber Việt Nam. Thế nên việc tôi làm á là ngăn chặn ngày tận thế của trái đất, ngày quỷ thần phán xét nhân loại. Nhưng mà tội ác của nhân loại quá là nhiều, mọi người không chịu thức tỉnh. Bây giờ giới trẻ nè, lên trên mạng, nếu mà tôi nổi tiếng sớm thì sao? Các bạn sẽ được rất là nhiều quyền lợi. Các bạn sẽ được ảnh hưởng những nền văn hóa tốt về việc bảo vệ thiên nhiên và động vật. Và các bạn sẽ được giao lưu với tất cả những bạn tiên cá trên thế giới, và các bạn sẽ được hấp thụ những cái điều tốt đẹp nhất, tồn tại chân thiện mỹ nhất của cái hành tinh này. Nhưng không, tôi không được nổi tiếng như vậy. Bây giờ lên mạng là các bạn sẽ thấy tiêm nhiễm bởi dục vọng của con người ha, bởi những cái chơi game điện tử online ha. Giới trẻ Việt Nam đang bị tha hóa đạo đức toàn bộ rồi. Bây giờ mấy bạn nó chỉ biết là chơi game điện tử thôi và đang kiếm sống bằng chơi game điện tử luôn. Và thật ra thế giới đó là ảo, khi mà hạ nước ở hai đầu cực á, băng á, nó tan ra hết á, sóng thần á, một trận đại hồng thủy cực lớn á, nó dập vô một cái thành phố tan nát hết. Thế giới này sẽ trở về với biển nước trong tương lai nếu tiếp tục nóng dần lên và tiếp tục rác thải ra môi trường thì không còn cái gì để ăn. Đây là lời cảnh cáo cuối cùng đối với các bạn, và tôi hiểu rõ cái ngày này hơn các bạn rất rất là nhiều lần. Nên tôi 10 năm trước đã bắt đầu đi kêu gọi bảo vệ động vật hoang dã ở Việt Nam. Đã bắt đầu dạy bơi tiên cá cho trẻ em để giúp các bạn thoát khỏi những cám dỗ, những thứ tiêu cực. Nhưng mà không, ngày đó vẫn diễn ra, bởi vì các bạn sinh ra thời này là gì? Để trả nghiệp báo của quá khứ. Các bạn không còn là chư thiên đến từ những tầng trời đến đây để giúp cứu độ chúng sinh, mà các bạn là những người đang mắc nợ, phải sinh ra ở thời này để trả nợ. Các bạn có thể là những heo bò châu chó gì đó, nó
Kiếp này mang được thân người để lại lên trả nợ, nên các bạn không có đủ trí tuệ để lắng nghe những điều tốt đẹp. Còn những người thật sự quá khứ của họ là chư thiên đến với thế giới này thì họ đang phụ giúp Tiun giải cứu thiên nhiên và động vật, giống như cái bạn vừa nhắn tin nhờ cứu ráy cá đây. Và tôi chắc chắn sẽ giúp bạn đó và giúp cái con ráy cá đó thoát khỏi những cám dỗ, những sự nguy hiểm. Với 10 năm kinh nghiệm của Tiun, chắc chắn sẽ không ai làm hại được những con thú Tiun cứu nữa. Bài học kinh nghiệm tôi chia sẻ đã là quá nhiều, 5,9 lượt view. Đây là video chia sẻ cuối cùng nha mọi người, kênh YouTube Tiun sẽ được xóa sạch tiếng Việt. Bởi vì sao? Chỉ có thế giới coi để hiểu. Còn những bạn có thể download những video clip tôi kể từ bây giờ, kể từ lúc này, thì sẽ còn có cơ hội hiểu được kinh nghiệm làm sao từ một người thường thành tiên cá, làm sao để chăm sóc động vật hoang dã. Và tất cả những cái tiếng Việt trên cái kênh này nó sẽ biến mất hết, không còn cái gì cả. Để cho ngày phán xét của quỷ thần thật sự diễn ra ở Việt Nam, tôi không giúp cho ai làm tiên nữa, như đã hứa. Và tôi chỉ cho các bạn coi chân thiện mỹ bằng việc tiến hóa thành tiên cá giải cứu thiên nhiên và động vật, và không còn lời nói nào nữa trên này, để tránh thị phi, để tránh những người đang muốn hãm hại Tiun, hủy hoại công việc cứu thiên nhiên động vật của Tiun. Đủ rồi mọi người ơi, cảm ơn các bạn, cảm ơn quý vị, cảm ơn những người đã luôn ủng hộ và đồng hành cùng với Tiun, và cảm ơn những người đã gieo tiếng ác, tiếng xấu cho Tiun để Tiun có được cái cuộc sống thảnh thơi và tiếp tục làm những cái công việc như mình đã làm để cứu thiên nhiên động vật Việt Nam thành công hơn. Thật sự đã trải qua sự đổ máu của ráy cá Titi, trải qua sự hy sinh của cả ngàn con ráy cá của các động vật hoang dã khác. Các bạn tưởng tôi chỉ có ráy cá ti ti sao? Tê giác. Tôi có đủ thứ con hết các bạn à. Đây đây đây. Trời ơi, tôi nhiều thú lắm, Tê còn hơn cái sở thú nữa đó. Đây. Những video clip về thú của tôi luôn được ẩn trong này. Tê tê bạch tạng tôi còn có, ráy cá bạch tạng tôi còn có mà mọi người. Ai làm gì được Tê Un? Đâu? Kangaroo. Con gì tôi cũng chơi, con gì tôi cũng nuôi, con gì tôi cũng có. Và bạn bè tôi là những người rất yêu thương động vật thật sự. Khi các bạn vào thế giới tiên cá của tôi, các bạn sẽ thấy. Bây giờ cái con tê tê bạch tạng có không ta? Để đến đây hả? Nhiều mà. Để ở kênh nào luôn rồi. Thôi, nói như vậy để mọi người hiểu. Đừng tin lời tổ chức bảo vệ động vật. Tion chính là tổ chức bảo vệ động vật mà đã được. Những người thật sự là nổi tiếng là trong chính quyền nha. Những người làm công tác bảo vệ động vật là giám đốc của các khu vườn quốc gia nổi tiếng nha. Ủng hộ Tion nha. Còn Tion không làm việc với mấy cái tổ chức bảo vệ động vật nho nhỏ đâu nha. Tôi không có thể nào mà dễ bị tin lừa đảo như xưa nữa đâu các bạn, quá chuyên nghiệp. Ok thôi, đi cứu bạn ráy cá đây, tạm biệt mọi người. Ai.